Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Tuấn Vĩ đã ghi nhận được tình hình mới nhất của bé Trúc Ly. Và trước khi quý vị xem video thì cho phép Tuấn Vĩ được nói vài lời về cái trường hợp của bé. Thật sự mà nói là Tuấn Vĩ rất là bối rối và Tuấn Vĩ cũng không biết chuyện gì nó đang xảy ra. Và từ hồi nào đến giờ Tuấn Vĩ cũng lần đầu tiên được chứng kiến. Đó là sau khi đã đi 8 cái bệnh viện khác nhau và đều là những cái bệnh viện có uy tín thì không tìm ra bệnh như trong thời gian qua quý vị thấy đó thì đã đành. Nhưng khi mà không còn đi bên cái vấn đề mà bệnh viện nữa, không đi bên Tây y nữa mà đi lên trên Sài Gòn để đi đến một cái thầy tâm linh thì nó lạ lùng thay ở cái chỗ là được 2 ngày thì cháu nó tỉnh. Và đây đây là những cái hình ảnh mà gia đình đã gửi cho Tuấn Vĩ khi mà lên Sài Gòn được 2 ngày. Đó thưa quý vị, cháu nó dậy rồi nó ngồi nó chào rất là tỉnh táo. Nhưng có một điều lạ là khi cháu nó về nhà, khi cháu về nhà thì nó lại trở bệnh lại như cũ. Cái điều mà Tuấn Vĩ trăn trở là vấn đề ở chỗ đó. Thì trước khi quý vị và các bạn chúng ta xem cái video mà Tuấn Vĩ ghi nhận được mới nhất thì mời quý vị và các bạn chúng ta xem một đoạn khi mà cháu nó đang ở trên Sài Gòn mà gia đình báo cái tin là cháu nó đã bớt bệnh đó thì Tuấn Vĩ rất là vui mừng. Và giờ đây mời quý vị và các bạn chúng ta xem cái đoạn video này. Rồi rồi, bác chào con nha. Bác chào con nha. Nói được gì chưa em? Nói được chưa? Kêu ba, kêu bà. Nam mô. Vậy đó ha, trời ơi, mừng quá vậy. Để nó tỉnh được lâu chưa em? Nó tỉnh được lâu chưa? Tỉnh sáng giờ rồi tính ngày mai về hả? Rồi mừng quá, anh mừng quá trời luôn rồi. Rồi em rọi xa ra một chút anh coi cái bụng coi, rọi xa ra một chút anh coi cái bụng có nó xẹp không. Đâu anh có thấy gì đâu, em rọi có trúng đâu. Em lật cái camera lại đó thì anh mới thấy được. Lật cái camera lại, em bấm trên màn hình đó, lật camera lại. Rồi đúng rồi, rọi vậy được rồi, rọi rọi yên cái ồ cái bụng xẹp rồi mừng quá. Rồi ồ cái bụng xẹp rồi mừng hết sức không rồi. Cho anh hỏi này, lên trên đó thì thầy làm sao mà nó tỉnh được? Trời ơi, thầy thầy của chị thì cưng lên đi coi cưng chứng kiến chứ nói không được, không được gì. Thầy chị không nói được. Rồi, kể cho là nói là bé là để thầy xin, nhưng mà sáng là thầy nói á, ngày hôm qua là thầy nói hết công chuyện của bé. Rồi hồi tối á, là chị sáng chị vừa qua nha, là thầy nói một câu chị luôn á. Ngày hôm qua thầy chờ là qua hết đêm nay được hay không cứu, để trên cho thì thầy không biết là cứu là con gán ở hết đêm nay là đêm hôm qua. Có nghĩa là thầy nói là được hay không là qua đêm nay sẽ biết, đại khái là vậy ha. Là đêm hôm qua đó, Tức hôm là đêm hôm qua qua. là bữa sáng sáng ngày hôm qua mình đi đúng không, là lên bé đứng tròng con mắt rồi, không có nhúc nhích gì con mắt hết, mà tay chân là không cử động, rồi cái bụng thì nhúc lên cứng ngắc luôn. Là chị đưa vô là thầy nói trời ơi sao con để bé vậy, cái chị mới nói là dạ thưa thầy con không có biết, tự vì con mới phát hiện trên mạng thôi, là con kịp thời là hai bước chị đi chùa con không có đi được. Rồi đưa lên thầy đừng có la con, rồi thầy mới nói thầy đâu có la con, nhưng mà tại sao mà tưởng đâu là chị biết trước để bé vậy, cái chị nói con không có biết. Cái lên thầy mới biết không, bé này bảy người, bảy bảy đệ tử của thầy nhưng mà tám người. Nhưng mà theo thầy đó thì thầy nói lý do làm sao mà bé bị vậy, thầy có nói hết không vậy? Nói hết chứ, Thầy thầy nói làm chị hết sao? rồi, rồi mày để đi,
bắt đầu thầy chỉ vô xin, xin xong là mấy vị mà giống như chị rồi nè, ra tay, tay bắt đầu là nhìn thấy là bắt đầu mới chửi, chửi là bên cái dòng họ của trời, giống như là chôn ngải á, cưng biết không? À, chôn là hại cái thằng này nè. À, à con bé nó đạp trúng. À, vậy là hại thằng cha mà rì vô tình đứa con nó đạp trúng. Đứa con nó đạp trúng, chị ghim, ghim đi được không? Nó nổ tao banh xác luôn chứ. Dạ, yeah. Thật sự nói là em rất là bỡ ngỡ khi mà thấy cháu tỉnh mà không có sự can thiệp của bên bên ngành y mà không. Nay không có uống viên thuốc nào luôn, không có giật luôn, không có giật rồi. Hai bữa nay á không có giật miếng nào hết trơn á. Dạ. Rồi bữa nay chị kêu dở tay rồi mình niệm Phật rồi này kia kia nọ luôn. Dạ. Đó. Cái là thầy chị cái bữa đó là chửi ở bên cái người mà hại á. Dạ. Là đồ thứ một cái lũ khốn nạn, cái tụi bay ác độc. À đi tu hành không lên đi, đi hại người. À thầy chửi vậy đó hả chị? Là chửi cái du di của cái mà đi theo hạng bé nè. Dạ. Đi đi gỡ không gỡ mà đóng vô thằng nhỏ, đóng đinh rồi vô lưng của nó. Dạ. Mà thầy gỡ ra hai cây đinh. Dạ. Hỏi ra cái thằng này là nó gớt thầy bà xuống dưới, đóng hai cây đinh ở dưới á. Dạ. Dưới nhà nó trấn. Vậy à. Lọt vô con nhỏ này. Rồi, rồi xong thầy mới nói á, đêm nay thầy là con trực chiến em đi. Nếu con cứu một mạng người cũng giống như con cứu con vậy đó. Dạ. Là thầy chỉ nói chị á, để chị là nhiệm vụ đưa đò. Dạ. Con phải cứu người. Thầy nói thôi ẵm bé về đi là bó tay, không, dạ, không cứu được. Dạ. Nếu qua hôm nay có vấn đề là như giờ mắt em đứng trồng, tối nay nó có cái hiện tượng gì đó mà không giật không gì hết. Dạ. Thì ngày mai xài thầy nói công chuyện của nó. Dạ. Thì tối chị về thấy nó không có giật gì hết trơn, nó nằm ngủ cái bụng xẹp lép. Dạ, rồi mừng quá. À, chào con nha, chào con nha, hôm nay con khỏe rồi hả con? Ồ, giỏi quá. Rồi mấy bữa trước là bác xuống đó, mấy bữa trước là bác xuống với con á, mà con không được khỏe. Dạ. Rồi con nghỉ ngơi nha, vài bữa bác xuống bác thăm con nha. Dạ. Ôi, giỏi quá, trời ơi, thương quá à. Rồi để cho cháu nó nghỉ đi em ơi, để cho cháu nó nghỉ đi, đừng có làm phiền nó nữa. À, đó thưa quý vị, hết sức là lạ lùng. À, khi mà gia đình đưa bé về nhà thì bé lại trở bệnh lại như cũ. Nên là Tuấn Vĩ nhận được cuộc gọi của từ ba của bé. Nên hôm nay Tuấn Vĩ xuống đây để thăm hỏi và trao thêm tiền để cho gia đình có cái chi phí để mà đi điều trị cho cháu. Mời quý vị và các bạn chúng ta xem cái đoạn mà Tuấn Vĩ ghi nhận được chiều hôm nay. Chiều hôm nay thì khi đưa về tới nhà thì nghe ba của cháu báo đó là cháu nó lại bị lại như cũ đó. Vì lý do đó cho nên là Tuấn Vĩ tranh thủ tới đây để thứ nhất là thăm hỏi và trao tiền của từ Mạnh Thường Quân đã gửi cho gia đình để trao cho gia đình để mà làm cái lỗ phí là chạy chữa cho cháu. Nên giờ đây mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào để thăm cháu nha quý vị. À, chào chị. Chào chị. Mà hôm qua đó thì anh thấy cháu nó khỏe, nó ngồi dậy, nó chào hỏi này kia, nó đàng hoàng ha. Dạ. Nó giật. Nó lại giật lại như cũ. Dạ. À, thế cái điều này hết sức lạ lùng, khi nghe em báo một cái thì anh đang mừng, đang vui thì lại bỗng cái niềm vui đó nó lại bị dập tắt cái niềm vui đó. Bởi vì là anh thấy anh hy vọng rất là nhiều khi mà thấy cháu nó đã ngồi lên, nó ăn uống rồi nó chào hỏi này kia anh đó. Cái khi mà em gọi Zalo cho anh đó chiều hôm qua. Chiều hôm qua thấy nó tiến triển rồi, cái bụng nó xẹp ha, hôm qua cái bụng nó xẹp. Dạ, qua bụng xẹp đấy. Bởi vậy. Rồi em kể cho anh nghe coi là bác ơi,
Dạ được rồi bác, con không uống được, bác xúc nó rột 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 á thì nghe không được. Dạ không uống đâu, dạ con không uống đâu, có khi nào con vô con uống nước ngọt cà phê này kia gì đâu, bác xúc rột 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 là con ở trong nó vô trong đây nó nghe không rõ. Dạ dạ cho con được trò chuyện chút xíu ha. Dạ em ngồi bên đây cho anh cho nó sáng chút xíu được. Dạ, dạ. Được rồi. Thì kích nó giật. Nó giật tôi kịp không? Đấy, ngủ vậy. À, vậy là em lên Sài Gòn là được mấy ngày ta? Dạ. Dạ 2 ngày. 2 ngày. Dạ. 2 ngày thì trong cái quá trình. Dạ 3 ngày. 3 ngày. Dạ dạ 3 ngày. Trong cái quá trình ở trên đó thì cái người điều trị cho bé nói thế nào? Dạ chị trên Sài Gòn chị cũng đỡ bớt. Ừ. Dạ. Cũng đỡ bớt nhưng mà đại ý là cái người trị bệnh thì nói thế nào đó, nói về cái bệnh tình của cháu là nói thế nào? Dạ nói là nó bị yếm. À. Dạ. Nó bị yếm. Dạ. Thì có biết là ai yếm hay là yếm lâu chưa rồi có dạ, nắm được không? Dạ này yếm cũng hơi lâu rồi. À. Cũng yếm lâu rồi. Dạ hai người lận. À hai người yếm hả? Dạ. Mà rồi cái lý do yếm là tại sao lại nó con nít vậy mà đi yếm nó lần sao? Để... Dạ em cũng không biết nữa. Bà kia nó yếm là hai cái đinh dài. Hai cái đinh. Dạ với bên kia là chôn ba cái bùa ngải. Ừ. Mà làm sao mà rồi em có tin không và làm sao khẳng định là có hai cái đinh? Rồi dạ cái bà đó cái bà thầy bà nói. À bà thầy nói. Dạ. À thì nói như vậy thì em bản thân em thì em khi nghe nói vậy thì em có tin hay là em có sợ không? Dạ em tin. Tin rồi em có sợ điều đó không? Thấy ghê quá ha, dạ, nghe nói em ghê sợ sợ. Ừ. Dạ. Thì bởi vậy nó lạ lùng hết sức. Dạ. Mà hôm qua đó thì khi em cho anh coi hình với lại cho coi cháu nó nói nó chào anh rồi nói chuyện này kia anh mừng hết sức luôn. Dạ. Em anh mừng hết biết luôn đó. Dạ. Cái anh cứ nghĩ trong lòng là để cháu nó về nó khỏe đi rồi bữa nào anh xuống rồi anh mới ghi nhận và anh mới trao tiền thêm nữa. Dạ. Bởi vì ở cái chỗ là anh trao là vì lý do là cấp bách thì anh trao sớm, còn cái việc mà nó đã ổn rồi thì anh từ từ anh trao cũng không sao. Dạ. Thì anh cứ nghĩ là khoảng 4-5 ngày gì đó anh sẽ lên lại. Dạ. Nhưng mà nay thấy cháu nó nghe em báo như vậy thì anh lại tức tốc anh xuống đây để mà trao có số tiền đó để mà có hướng mà điều trị cho cháu nó để tội nghiệp. Dạ em về bữa sáng 17 em lên trở lại. À. Dạ bà cô kêu bà thầy kêu sáng 17 lên. Ừ. Dạ. Rồi sáng nó bà làm lễ ra rồi ra nó ngồi nó tỉnh táo nó cười. Tỉnh táo nó cười nó chào. Ừ. Dạ. Cáo cười nó cho nó rồi nó chào nó cười ra ngoài nó cười tót tét ra nó thời gian dài đi. Ra nó là hôm nay cha gì mua thịt heo quay bánh mì cho con ăn rồi nó cười. Ừ. Nói vậy nó cười mà bây giờ cái bụng nó cũng gò kìa, cái bụng nó cũng còn cái bụng nó gò tới gò lui. Sao mà trển không có luôn? Trên đó không có. Dạ trển hoài thì tìm sao? Dạ trển không có, trển gò cẳng được cũng bình thường. Mà rồi sau 17 là còn 3 ngày nữa phải không em? 2 3 ngày gì đó hôm nay mười mấy ngày. Dạ còn 4 ngày nữa anh. 4 ngày. Dạ. Vậy sao em ở trên đó cho cháu nó khỏe? Dạ trển mướn khách sạn tiền cao quá anh. À tiền mướn khách sạn cao hả? Dạ. Dạ cho một ngày đêm là 5 480. Ừ 480. Dạ vì em không hổng em đi em có đem đầu theo nữa đi cái con hai bộ à. Hôm qua thì anh có trong cái cuộc trò chuyện đó anh có dặn em là nói là để cho cháu nó khỏe hẳn thì là hắn về. Dạ. Ừ. Thì em ngại là e ngại cái vấn đề là tốn kém á ha. Dạ. Tốn kém chi phí tốn kém á ha. Dạ. Ừ. Chi phí nặng quá chứ em không có đem đồ theo nữa. Ừ. Nhưng mà nếu mà lần sau có gặp cái trường hợp tương tự á thì cái đồ áo thì mình ra ngoài mình mua cũng được. Dạ. Mua thêm một vài bộ cũng không sao. Dạ. Rồi để miễn là đừng có đưa cháu nó trở đi trở lại như vậy là nó mất sức khỏe nó. Dạ. Rồi còn tốn thêm cái tiền mà tiền xe nữa em. Dạ. Ừ. Tiền xe dưới này lên thì hoặc là trở về thì một quận như vậy là người ta lấy em bao nhiêu? Dạ chị ba. À
triệu ba hả? Dạ. À, triệu ba là rẻ đấy em. Dạ. Triệu ba là với tinh thần hữu nghị. Dạ. Dạ, chị gọi lấy em triệu tư mà chị này lấy có triệu ba. À. Cũng xe dưới này lên. À, dạ. Chị, triệu ba là rẻ, triệu ba là với tinh thần là giúp đỡ đó. Chứ còn em biết từ như dạ, anh đó. Chị lên là triệu tư. Như anh mà từ từ Đồng Tháp đó. Dạ, xe của ông Trạng con. Anh từ Đồng Tháp xe đét đó mà dạ. Lên trên Sài Gòn là 1,5 triệu. Dạ. Ừ. Đó, cho nên là người ta lấy vậy là cũng hữu nghị lắm đó em. Dạ. Trời, tội nghiệp nó không? Dạ, cậu đấy con. Em đụng cho nó hay sao nó giật vậy? Dạ, chiều này giờ nó giật hơi nhẹ, chịu giật cái vỏ giò cao. Về tới nhà là. Về tới nhà, bước vô là để xuống nó làm lại liền. Em nói sao mà kỳ, chẳng không có. Mà chiều nhà nó làm lại. Chiều nhà làm lại. Dạ. Lâu về nhà nó làm lại. Ở chỗ anh là nó ngủ cái bụng nó sắc ra bữa đó, cho cái chụp điện thoại là sắc gạt cái bụng. Ừ, cái bụng sắc gạt anh có. Dạ. Anh có được nói chuyện trò chuyện qua Zalo với em anh biết mà. Dạ. Bên cái bà cô bác chị là bác chị bữa đó ngày đó bữa đó 8 người chị. 8 người cô. Ừ. 8 người chị là một mình nó. Mình nó không mà 8 người đó. Ừ. Dạ. Tức là 8 người kết hợp lại. Dạ, 8 người kết hợp rồi. À. Là mình nó không lại cộng là 2 tiếng đồng hồ. Ừ. Thì thầy có nói là dạ thầy là thầy cứu hết. À. Dạ. Thầy nói hết hả? Dạ. Dạ thầy nói coi. Nhưng mà cái là tại vì mình lên xuống. Dạ. Mệt. Thầy kêu đừng có đi thầy nhiều quá, cho bố uống ba cái bùa đó. Người vô uống mớ nó vô ba cái bùa ngải không. Chị nói em rồi, chị dạ. Hỏi em chị nói rồi đó. Là bùa ngãi quá trời bùa luôn, bùa không đút vô bụng nó bùa không quá trời. Ừ. Thì nay thì là anh anh có kết nối được cho em là 19 triệu. Dạ. Ừ. Tội nghiệp nó vậy em, giật hoài thấy tội nghiệp quá vậy. Dạ. Ba mẹ ở đại lâu đi con ơi, để về đây em thấy tội quá. Đây em, cái số tiền này là 19 triệu em ha. Dạ, số tiền là 19 triệu thì anh xin đọc tên của dạ. Các mạnh thường quân cho em hay. Dạ. Thì em thấy đó, ai cũng lo lắng cho em hết. Dạ. Ai cũng lo lắng cho em cho nên là dạ. Em cũng đừng có xài những cái gì mà nó dạ. Ngoài cái mục đích trị bệnh cho cháu nha. Dạ. Chứ người ta là người ta lo cho, chủ dạ. Yếu là người ta lo cho cháu đó. Dạ. Thì người ta thấy nó còn trẻ tuổi mà rồi nó bị mang cái bệnh như vậy thì người ta thấy dạ. Tội nghiệp á. Dạ. À, để anh đọc tên của các mạnh thường quân cho em hay là trong cái 19 triệu đó thì có những mạnh thường quân sau. Dạ. Thứ nhất là chị Hương ở Mỹ 4.500.000 đồng. Một người giấu tên 1 triệu. Chị Thúy ở Mỹ 6 triệu. Gia Hân 300 USD. Huỳnh Thị Nở 300 ngàn. Em Thúy 300 ngàn. Tổng số tiền là 19 triệu. Em ha. Dạ. Ừ. Em cũng chào cảm ơn mấy chị nhà giúp em, có chị con em cảm ơn. Dạ. Cái số tiền này á thì dạ. Mục đích của mạnh thường quân là chủ yếu là để dạ. Trị bệnh cho dạ, con em. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ, nên là dạ. Anh thấy cái việc mà em e ngại về dạ. Cái vấn đề là tốn kém quá mà em dạ. Đưa cháu nó về sớm quá vậy là cũng không tốt. Dạ. Nên là lần này đó dạ. Có cái số tiền 19 triệu này rồi dạ. Thì em ở trên đó chừng dạ. Nào mà cháu nó ổn rồi hẳn cho cháu nó về dạ. Hoặc là nếu ví dụ không ổn thì phải kiếm cách điều trị khác liền dạ. Chứ đừng có để mà mất thời gian rồi kéo dài rồi đôi khi bệnh của cháu nó không dạ. Phải là nó có thể mà dạ. Có nghĩa là điều trị được càng sớm càng tốt dạ. Đi đúng hướng càng sớm càng tốt dạ. Thì ví dụ như là thầy điều trị thì em cũng nên hỏi thầy dạ. Là có thể điều trị cho cháu khoảng bao lâu là cháu nó khỏi dạ. Chẳng hạn như thầy nói 10 ngày thì dạ. em cũng có thể là để nếu có vượt quá 10 ngày mà không có kết quả dạ. Thì em cũng để cho em biết đường để em dạ. Em còn lo cái phương hướng khác dạ. Đó thì hôm qua thì thật sự là anh vui lắm, anh mừng cực kỳ luôn em dạ. Anh mừng chưa từng thấy vì thấy cháu nó dậy, nó ngồi, nó chào rồi nãy dạ. Kia dậy, anh thấy rất là mừng. Nó mà bây giờ nó lại cứ dậy thì thấy anh cứ nghĩ là lần này mình xuống là mình sẽ được chúc mừng cháu và
cho cộng đồng người ta cũng vui, để cho cộng đồng vui, vì là mọi người ai cũng đang theo dõi và bỏ tiền ra thì cũng mong là nó có kết quả tốt. Đó thì quý cô chú là bỏ tiền ra là cũng mong là để điều trị bệnh cho cháu, mà thấy có kết quả là mọi người sẽ vui, sẽ rất là mừng. Chứ anh không nghĩ là sẽ nhận được cái tin lại là tin xấu giống như chiều hôm nay. Đó thì như anh nói với em là anh tính là 3-4 ngày nữa anh mới xuống để mà ghi nhận và chúc mừng. Ai ngờ đâu chưa kịp mừng thì giờ nó dậy. Thì lên trên đó thì thầy có cho em hay những cái điều là lý do mà cháu nó bệnh như vậy, là thầy có nói là do nó vô tình nó trúng hay là ai ghét bỏ này cái gì nó không? Dạ, và thầy nói là con... thì thật ra thì cái việc mà về cái môn đó thì thật sự anh là người mà mù tịch, anh không hề hiểu. Anh không hiểu về cái môn đó, cho nên là thật ra thì em nói thì anh cũng ghi nhận vậy thôi. Em thì anh ghi nhận để biết là cái lý do cháu nó bệnh coi có đúng hay không thôi. Chứ còn nó nói là chôn người bùa ngải gì tầm lum hết trơn, chôn nhà và tầm lum bùa có bùa ngải không. Rồi mới nói bị nhỏ này bị lấy tỷ 2 lần. Từ đầu mới nói lấy tỷ 2 lần, bị mất sức quá trời, bị đâm kim tiếp theo vô lấy hết 2 lần. Ủa? Cái tỷ là... ai lấy? Dạ, em bác sĩ ở trên Cần Thơ lấy 1 lần, trên Di Đồng thành phố, Di Đồng 3 thành phố lấy 1 lần. Dạ là 2 lần. Dạ chập sau lấy rồi lấy 1 lần nữa, mẹ không cho lấy. Dạ bị lấy tỷ 2 lần quá trời, em không cho lấy nữa. Rồi tránh có bà cô bà hỏi có lấy tỷ không, nói lấy tỷ giờ là chết nhỏ rồi, mất sức nhỏ rồi. Thì vậy là bên khoa học thì lấy tỷ để xét nghiệm hả? Lấy tỷ để xét nghiệm vậy mà thầy cũng biết luôn hả? Dạ biết anh. Em có khai không? Dạ không có khai luôn, từ động sáng là thầy là điểm mặt thầy hỏi liền. Thế cuối cùng thì cái thân xác của cháu thấy tội nghiệp cháu quá, thì hy vọng là cái kiếp nạn này nó qua đi để tội nghiệp cháu. Ngộ hết sức ha. Dạ. Không hiểu được. Dạ cái bụng nó cũng còn mất nha. Trong ngày qua nó xịt. Qua nó xịp rồi xong rồi nó về cái nó làm cho là nó giật đó, nó giật hoài. Anh cũng để ý, anh để ý thấy nó cũng giật hoài đó, mà giật nó méo miệng luôn. Giật nó méo miệng rồi nó xì nước miếng ha. Nó la cái này giờ nó bị quá trời rồi, chưa biết làm sao. Trúc Ly à, Trúc Ly à, hôm qua em kêu nó chào, cái nó chào anh liền, khó hiểu quá. Hôm trước á thì là khi mà em kêu nó chào anh rồi nó ngồi này kia được, rồi nó chào đó thì anh cũng đã mừng. Anh cũng đã mừng, sáng nay thấy những cái tấm hình mà em gửi đó. Thấy nó ngồi được này kia. Sáng ngồi nó cười có tép. Chứ bới vậy, ngộ ghê vậy. Để anh coi cái bên mấy tấm hình của em gửi bên Zalo đã gửi được chưa. Cái ngày đầu tiên mà lên trên đó thì thầy có khẳng định với em là thầy trị được liền không? Dạ thầy qua bữa sau thầy mới nói, thầy nói giờ thầy cũng không biết làm sao nữa, giờ nó bị lấy, giờ nó cũng hơi yếu quá, bữa lên nằm con mắt nó chẳng trắng rồi. Trắng nó nằm chỗ mà nó cái bụng nó nằm chỗ mà nó không biết gì trơn. Dạ thầy nó qua bữa sau sáng thầy mới trả lời. Cái đêm đó qua sau sáng thầy qua thầy điểm mặt nó lấy tỷ 2 lần, giờ nó đang sống vậy rồi không biết làm sao nó. Giờ thầy cũng nói nó ăn gì được cho nó ăn, nếu nó lấy cho nó nấu cháo gạo gan rồi cho đút cho nó, với cho nó uống nước dừa. Thầy cũng không biết làm sao, thầy nói giờ nó bị lấy tỷ 2 lần nó cũng yếu. Chứ nay thầy thấy nó con qua bữa sau thấy nó mệt khỏe rồi.
bữa sau là khỏe hả? Dạ bữa sau nó khỏe rồi. À. Nó mơ tỉnh tỉnh lại. Dạ thầy được cũng gần với mấy ông thầy sư được cũng mừng lắm. Dạ thấy nó cũng mừng. Dạ rồi thầy chị bữa 13 hôm nay rồi thầy kêu bữa 17 lên nữa bị gầm 14 rồi cúng. Dạ 7 lên chị nữa ở chị nữa. Em cũng muốn có tiền chị cho con em giúp con em cho hết bệnh nghiệp đi cho anh chị con em. Dạ cũng khổ quá trời. Chảy gì Dạ không mần gì được hết trơn. Đúng rồi, từ khi mà em dạ. con nó bị vậy rồi em cũng đâu có làm dạ, cái gì được đâu. 7 tháng nay em có mần bụng gì được chứ, em đi suốt luôn. Đi cho anh ngủ nghe không được thức không anh ơi. Lo em hết. Dạ, tới 11, 12 giờ, 1 giờ mới ngủ. Suốt ngày trời nó không thấy nó giật, thấy cũng thấy tội quá trời. Rồi từ khi mà con nó bị vậy rồi mẹ nó có phản ứng gì không? Có tới hỏi han hay dạ, là mẹ nó lại có một lần một tới giờ lần mới phát bệnh về nhà bên nằm bên di động ba đó về nhà mẹ nó lại có một lần một tới dạ. giờ có điện đài gì luôn vậy thì không biết là mẹ nó coi được những cái clip này rồi không biết có sót không ta dạ em cũng không biết nữa vậy thì mẹ nó cách đây xa không dạ mẹ nó ở dạ, trong Cần Thơ Cần Thơ cách đây là khoảng mấy chục cây số dạ từ đây vô trống có 60.000 xe ôm. Rồi hai vợ chồng em thôi nhau lâu chưa dạ thôi cũng nay cũng 8 năm rồi dạ nó bỏ đi em bỏ ngay cho ngày 1 Tết đi chắc chiều 3 giờ rồi bữa... vợ chồng thì có xích mích nhau dạ không luôn với hai chồng mùng 1 về còn về nhà ông và vợ nữa về xong rồi nó tắm rửa nó đi luôn tới giờ có nặng lời này kia gì với nhau không dạ không dạ nó mà ngoài chợ nó quen cũng lâu rồi nó quen cặp trên kia dạ và nữa nó cặp lâu quá trời em nó đi ngày đêm về về không nó cũng ở lại hay là cái qua đêm sau ngày mùng 1 nó đi luôn à tức là có người khác hả dạ thật ra thì cũng nghe thầy nói vậy thì mình cũng biết vậy thôi chứ dạ. anh thì anh cũng không biết là cái chuyện này có hay không dạ chứ còn gì ông đó nhỏ này nó không có chơi ở chắc nó ghét quá dạ rồi dạ. gần nó không cho à tức là dạ, là cũng như là cái kiểu nó biết đi bỏ nó vậy đó dạ thành ra chắc nó ghét nó làm à ý là Trúc Ly dạ. không cũng như gì mà con không có nhìn mẹ à dạ thì nó không có thiện cảm thì nó không có nhìn đại khái vậy ha nó cứ nó đeo hoài à nó rồi la hô con lợi mẹ đi nó không nhìn nó không lợi chắc nó ghét à ngộ quá vậy thấy cũng con người ta mẹ gì mừng chứ con nhỏ này nó không có mừng nó không có chờ giật lên Vậy là tính đến nay là cháu nó cũng bệnh tới cả mấy tháng trời dạ. đâu có phải ít 7 tháng thì trên gì vậy đó. Dạ. Hôm trước anh vô thì anh không có nghĩ là lâu như vậy dạ. Anh cứ tưởng là nó khoảng chừng đâu mấy chục ngày hay là tháng gì đó lâu anh cứ nghĩ vậy lắm thôi rồi. À vậy là 7-8 tháng trước nó nọ ngay 3 tháng trước thì nó nhức vậy chứ dán tùm lum mình mẩy hết trơn á nó nhức ngủ nó khóc thôi chứ nó còn ăn được nhờ mình đút nó ăn được lắm ăn cả chén chén mấy vậy rồi ngày giật là nó hết ăn nó càng ngày nó càng nặng dạ nó càng ngày càng nặng giờ em ngày mai này em chở đi cho vô nước biển vì nó ăn không ăn đúng ăn. Rồi dạ, đúng rồi em nên đúng rồi phải truyền nước cho nó để dạ. cho nó có sức em dạ truyền nước cho nó có sức chứ không thì tội nó lắm á em dạ nó ăn uống bỏ nhà tội quá trời con nít nó tội nghiệp nó lắm chiều giờ nó đun đút nó ăn được có nửa ổ mì tới giờ nấu cháo nó cũng ăn luôn thì tất cả có một đứa con đó rồi em lo dạ. ráng mà lo cho nó thì tội nghiệp dạ nghiệp con đứa khổ trời nghiệp trời con đứa con mà rồi trước đó thì nó học hành này kia thì cũng dạ học giỏi thôi học giỏi đó dạ vậy thì mẹ nó là người Khmer dạ hôm trước anh coi cái sổ đó anh cũng dạ. có hỏi em lần dạ mẹ là người Khmer dạ còn em là người Việt ha dạ em người Việt
Em cũng lúc thằng Quân với anh có số vốn thì em đi trị bệnh con em Vì em biết mà ngoài cái số tiền này ra thì cũng có nhiều người hứa là để chuyển tiền và xin anh cái số tài khoản để chuyển. Dạ. Tuy nhiên là người ta xin vậy thôi chứ người ta cũng chưa đến cái ngày mà người ta chuyển. Dạ. Đôi khi người ta bận công việc á, dạ, thì người ta chưa có chuyển. Thì trước mắt thì anh nhận được 19 triệu đó thì anh gửi, nhận được bao nhiêu thì mình gửi bao nhiêu. Dạ, em cảm ơn anh với các bạn Đồng Vân và giúp em giúp đỡ em và chị con em hết bệnh em cũng cảm ơn. Nay nó cũng biết hơn kỳ trước. Dạ, nay cũng nên đỡ kỳ trước anh. À, sao mà cái ngày hôm qua nó hết rồi sao về nó làm lại. Dạ, về tới nhà nó làm lại. Vừa về tới nhà là bị luôn. Dạ, về tới nhà và vô là nó làm lại liền. Chiều gì nó dở dò làm quá trời. Bây giờ mình ở đây thôi, mình cúng kiến đồ mâm cúng đỡ mà mùng 16 với mùng 2 rồi đó. Dạ. Cúng ở ngoài trước cửa rồi nè. Dạ. Khoảng cúng 2 lần đó mà tin tưởng vậy còn ở không được. Có ít nhiều gì tham tháng này cũng 2 lần thôi, cúng ở ngoài trước cửa đó. Dạ, con đất đai đồ đó, chờ Phật cũng trái cây đồ nó khóa nào cũng vậy. Dạ, chào anh. Anh là hàng xóm hả? Anh ruột của hả anh? À, anh ruột của hơn hả? Dạ, à vậy hả? Dạ. Thật ra thì thế này anh này, cái quan điểm của em và em cũng đi làm như vậy đó, thì em thấy đó, cái đa phần cái mạnh thường quân của bên em thì có cái quan điểm chung là giúp đỡ những người mà đang gặp hoạn nạn. Ví dụ chẳng hạn như gia đình của cháu Hơn đây cũng vậy, và đặc biệt nữa là cái tuổi trẻ thì là mọi người rất là xót. Con cháu mình đang học trình sẵn nhưng mà tự nhiên nó ngã ra nó bị vậy, mình thấy mình cũng đau xót lắm chứ. Dạ. Thì trong xã hội thì cũng rất là nhiều cái mảnh đời khó khăn, nhưng mà cái sự ưu tiên nhất là ưu tiên cho trẻ em. Dạ, ưu tiên cho trẻ em. Những cái chương trình em thường đi thì là những cụ già neo đơn. Những cụ già neo đơn và trẻ em gặp những cái điều không may này kia đó, thì là đặc biệt nữa là gia đình của Hơn đây thì chỉ hai cha con đùm bọc nhau vậy, thấy tội nghiệp. Không vậy á, mà ông còn đi mò ốc mình thấy là dạ em cẩn vậy đó, cậu ruột á, nhưng dạ, mà thấy ông nói ông hoài mà không chịu thuốc men không mà dừng cam á, nó bệnh hoạn rồi ông chết đốc thử ngoài nên là nó ông nó không có tiền không đi mò vậy, chứ mình nói hoài ông không nghe, không chứ biết nói gì. Dạ thì dạ, em hôm trước em có dặn rồi là cái chuyện dạ, là có nhiều người ta còn ấy nữa kìa, người ta còn thả ốc để mà nuôi ha. Phóng sinh. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Giờ mình đi bắt thì cũng không tốt. Dạ, anh ngồi bên đây cho nó sáng anh nè. Ngồi bên đây cho nó sáng một chút. Vậy là chắc là ngay từ cái buổi ban đầu mà cháu nó bệnh thì anh cũng được chứng kiến hết phải không? Trời ơi, nó đang sẵn sẵn vậy mà tự nhiên nó bị vậy rồi tôi thiệt bó tay luôn, không biết đường nào nó cho. Rồi đi bác sĩ thì lấy tỷ lấy đồ của nó, còn nó không có bệnh hoạn gì, rồi thầy bà cô này kia cô nọ coi rồi mình thấy mình xót xa cho nó.
không biết nó bệnh cái gì mà nói nữa, thấy gì mà nó co nó giật cái miệng nó méo á, rồi mình thấy cái bụng nó vậy nó trời ơi có biết gì đâu, nó khóc mà nó không nói chuyện được, bữa nay nó còn ngon nghe được chứ thường thường nó không có nói luôn nữa. Nhưng mà cái điều lạ lùng ở cái chỗ là 3 ngày nó lên trên Sài Gòn thì là nó đã ngồi dậy và nó nhận thức được mọi thứ. Em hôm qua em có nói chuyện với nó, thì nó nhận thức được, mà khi về nhà nó lại ngã ngang, nó thì làm đó, điện về nghe nói con cháu vậy mừng chết mẹ luôn rồi, nó hết nó khỏe á, về giờ anh thấy rõ ràng, anh thấy rõ ràng nó phình cái bụng nó lên nữa rồi đó, nãy giờ nó trướng lên nữa rồi đó, nó vậy đó, tôi cũng không biết làm sao nói nữa rồi. Tôi bác nó là nhà kế bên nè, rồi dòng họ toàn là đủ ăn với thiếu được không anh ơi, có giúp gì vậy, có cháu đâu, sự thật là như vậy. Mà mấy anh giúp được vậy là tôi rất là mang ơn, nó sự thật. Thấy vậy là cộng đồng mọi người người ta cũng rất là quan tâm và người ta rất là thương. Bởi vì là gia đình thì đã nghèo khó, gặp lại gặp cái bệnh mà đi hết bệnh viện này qua bệnh viện kia mà không được đó. Nên là thấy cực cho cha nó, thấy tội nghiệp nó. Giờ nó rối luôn, từng hơn thì bây giờ nó rối luôn, ai biểu thì sao làm vậy thôi chứ biết làm sao giờ. Rồi. Cầu may thôi. Nó ngày thường cũng đâu qua nhà nó mà hắn nước đá ngoài cho người ta quá, mà tháng người ta có 2-3 triệu bạc đó. Rồi con nó bị như vậy đó. Rồi ok anh, vậy thôi em cũng vô để thăm hỏi mà, từ bữa mà chú xuống tới nay là tôi nghe nói vậy chứ, nhưng mà nay thật sự mới nhìn thấy, bởi vì tôi cũng đi làm mướn người ta làm ca mấy chú ở đây đâu có ở không đâu, nhưng mà mới có sống ở vườn mà được rồi, tôi mừng cảm ơn. Rồi để chào anh ha, rồi em xin phép về, còn nhiều việc quá. Thì bởi vì là em á thì là em tính là mấy ngày nữa mới xuống, bởi vì là nghe cháu nó bớt bệnh á, nên là cũng mừng thôi, để 4-5 ngày nữa mình xuống cũng được. Nhưng ngược lại tự dưng nghe hơn nói là về đây một cái là nó giật lại, cho nên là em phải chạy xuống để đưa tiền cho nó, lo cho con nó để tội nghiệp. Cho anh coi trên bàn thờ chút nha em. Kính thưa quý vị, câu chuyện của bé Trúc Ly thì thật sự là thấy nó rất là lạ lùng. Thì trong nhà thì cũng thấy thờ tự này kia, cũng thấy đàng hoàng, về thấy cũng đốt nhang đàng hoàng này kia, thì không biết sao lý do sao mà cháu nó bị như vậy, thì cũng thấy hết sức là rầu. Đó thì cũng có một số thầy bên phong thủy thì cũng có dặn Tống Vĩ là khi tới thì quay lại cho các thầy coi thờ kể này kia nó ra làm sao. Đó, thì trước mắt thì cái bài bố thì Tống Vĩ cũng không biết là nó có đúng hay không, nhưng mà theo cái tâm của gia đình thì Tống Vĩ thấy cũng rất là có tâm, cũng cúng yến này kia, nhang khói này kia đàng hoàng. Cũng mong cho ơn trên phù hộ cho gia đình, cho cháu nó mạnh khỏe để nó tội nghiệp cái thân xác của nó. Bác ơi, đó con về nha bác. Con về nha bác ha. Bác đừng có bắt ốc nữa nha. Đừng bắt ốc nữa, mọi người ai cũng ai cũng không có khuyến khích chuyện đi bắt ốc nữa đâu. Kính thưa quý vị thân mến, vậy Tuấn Vĩ xin kết thúc video tại đây nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta theo dõi. Và để Tuấn Vĩ vô chào cháu. Bác về nha con. Kính thưa quý vị, vậy Tuấn Vĩ xin kết thúc video nha. Kết thúc video tại đây nha quý vị. Rồi chào em ha. Chào cả nhà.